Pan Yamato còn bên đội bạn là hai cho son, và chúng ta đang có cái tín hiệu có thể bật tốt trong trận đấu thứ năm khi bị đội bạn dẫn trước 2-0. Tạm thời tỷ số là 1-2 và rất có thể là đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta có thể san bằng thì tỷ số 2 đều trong trận đấu thứ năm và dẫn tới trận đấu chung kết khi quân đội bạn là xấu hơn. Cũng có thể nói là đây là một quân tịt. Nếu mà bài Pan có mắc binh thì coi như là Pan có thể cân được đôi rồi. Một bài Pan coi là mắc binh, nhiều đôi voi và như là quả phụ đến từ màn hình của Hoàng Mai Nhi. Dân Pan quản xong rồi các em ơi. Còn đây là Tí sẽ là người cầm Yamato. Rất may con voi nó dừng lại rất gần vị trí nhà chính. Có thêm bãi quả phụ nữa dành cho Mai của Tí. Bài của Tí cũng là ổn. Là Tí ở trong trận đấu này như thời điểm trước mà nói là muốn đánh Nga thì phải. Thường những quân như thế này thì khi bài Pan Hoàng Mai Nhi lên hay rất hay đánh cái bài một L một A để hạ cũng nhanh và tiêu diệt gọn, cân luôn cả đôi nhà. Vâng, resize sớm mà quần gọi là tịt rồi, nó resize thôi. Nhìn chỉ số dò đường của Hoàng Mai Nhi và như là Tí là bên đội bạn chán rồi. Và chúng ta đã cân bằng tỷ số 2 đều và bây giờ thì cả hai bên